Đối với cả nám thì thật ra là không phải quá khó để có thể giúp làm mờ nám tại nhà đâu các chị ạ. Nếu như mà làn da của mình ý, là làn da mà còn khỏe mạnh, không bị những cái bào mòn, những cái lột tẩy, những cái tổn thương do những cái loại mỹ phẩm mà nó không được uy tín ý, và cái làn da của mình cũng không dễ bị nhạy cảm kích ứng ý, thì chúng ta chăm sóc bôi thoa tại nhà kết hợp với cả chống nắng kỹ thì nám nó hoàn toàn có thể là mờ một cách hiệu quả tại nhà. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái chủ đề là làm sao để có thể là làm mờ nám tại nhà nhé. Và chào mừng tất cả các chị em quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc. Và ở trên kênh này hàng ngày thì sẽ có những cái kiến thức, những cái mẹo để vừa làm đẹp này, vừa chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của người phụ nữ, để chúng ta sẽ luôn luôn là khỏe mạnh này, trẻ trung và xinh đẹp. Và nếu như muốn mỗi lần bác sĩ Ngọc ra video mới có thể nhận được thông báo và xem ngay, thì các chị em có thể giúp bác sĩ Ngọc ấn đăng ký kênh và ấn thêm vào hình quả chuông nữa, để mỗi ngày có video mới thì chúng ta sẽ là những người xem đầu tiên nhé. Nhưng mà trước khi nói những cái phương pháp để giúp chúng ta có thể làm mờ nám tại nhà được ấy, thì bác sĩ Ngọc sẽ nói về những cái loại nám nào thì chúng ta sẽ kỳ vọng là nó có thể làm mờ nám tại nhà. Đấy, thì không phải là cái nám nào chúng ta cũng có thể là mang về sản phẩm này, sản phẩm kia về bôi tại nhà mà nó mờ được đâu. Nó sẽ tùy loại thôi, thì những loại sau đây sẽ có thể là mờ tại nhà được này. Đầu tiên đó chính là nám mảng. Đó. Chúng ta biết nám mảng là gọi là cái mảng. Mảng thì nó sẽ giống như là cái mảng như là bản đồ ấy, và nó sẽ khá là nổi rõ ở trên da, và nó hình thành tạo thành cái mảng ấy. Màu có thể là nâu nhạt, có thể nâu sậm, nhưng mà những cái nám mảng này này thì nó chỉ là tồn tại ở cái thượng bì da thôi, ở cái tầng trên cùng của da, và nó ở gọi là nám nông. Thì cái này chúng ta hoàn toàn có thể là bôi thoa và nó sẽ mờ dần dần tại nhà được. Đó. Cái thứ hai đó là cái dạng là nám hỗn hợp. Nám hỗn hợp tức là cái nám mà nó có cả ở cái phần thượng bì và nó có cả ở cái phần trung bì, thì nó là nám hỗn hợp. Đó. Thượng bì và trung bì thì là hỗn hợp này, kết hợp cả hai, tức là nó sẽ nằm một phần nó nằm ở thượng bì và một phần nó nằm cả ở trung bì. Thì cái nám hỗn hợp này nó sẽ mờ được cái phần nào ở thượng bì, tức là khi chúng ta bôi thoa thì cái nám thượng bì nó sẽ mờ tốt, còn cái nám hỗn hợp nó sẽ cái phần nó ở thượng bì nó sẽ mờ được, còn cái phần trung bì nó không mờ được. Đó. Còn cái nám nào mà nám ở sâu ở trung bì thì sẽ là cái nám đó nó sẽ không mờ được tại nhà nhé. Hoặc là mọi người mà có những cái mà nó đốm đốm như là đốm bò sữa mà nó nâu, nó thâm rất là đậm ở trên da ấy, thì đó là cái bớt hori. Thì cái này mọi người hay gọi là nám chân đinh, nhưng mà thực chất ấy, nó là cái bớt hori và trông nó giống cái biểu hiện của nám thôi, nhưng mà cái này nó cũng sẽ không bôi thoa, không mờ được tại nhà, mà chúng ta sẽ phải cần sử dụng laser, tức là cái gì nó nằm ở cái phần nông, phần thượng bì mình bôi thoa thì nó sẽ có thể là mờ hiệu quả. Còn cái đã ở sâu thì sẽ cần phải đến các cơ sở để làm laser nó mới có thể hiệu quả được. Thì qua bác sĩ Ngọc mô tả như vậy thì các chị thì comment xuống xem là mình là có cái nám mảng hay là có những cái nám chân đinh hay là những cái hori hay cái gì, thì mình thử comment xuống nhé. Rồi tiếp theo, bây giờ thì mình biết là mình thuộc cái nám nào có thể là cái nám đó có thể mờ tại nhà hay không rồi, thì bây giờ mình sẽ đến cái phần là làm sao để có thể là giúp xử lý cái nám đó và làm mờ nám tại nhà. Rồi và đầu tiên thì mình đã biết được là những cái loại nám nào nó mờ được tại nhà. Thì nếu như mình có nám mảng hoặc là nám hỗn hợp thì là mình có thể giúp cho mờ nám tại nhà được. Thì bây giờ mình sẽ đi đến là cái giải pháp, các cái bước để làm mờ nám tại nhà như thế nào. Thì nó sẽ không phải chỉ là dùng một biện pháp đâu, ví dụ như là không phải chỉ là mang cái kem này về bôi hoặc là mang cái viên này về uống, mà nó sẽ là kết hợp nhiều thứ với nhau. Thì bây giờ bác sĩ Ngọc sẽ chia sẻ kỹ nhé. Cái đầu tiên, số 1, nguyên tắc quan trọng nhất ý, chắc là mọi người cũng đoán được ở trong đầu rồi, nó là chống nắng. Đó. Chống nắng thì nó gồm có là bôi kem chống nắng này và những cái biện pháp là che chắn vật lý và có thể là uống hỗ trợ từ bên trong. Đấy. Bởi vì là ánh nắng mặt trời nó là một trong những cái nguyên nhân rất là lớn để gây ra những cái tình trạng thâm sạm ở trên da, lão hóa và cả cái nám da, thì nó đóng vai trò cực kỳ lớn luôn. Có những chị là bác sĩ Ngọc trị nám cho chị đã ổn rồi, sau đó thì là đi du lịch và đương nhiên là cũng có bôi kem chống nắng, nhưng mà nó không kỹ được, tức là không bôi lại được đủ thời gian và nám lúc này nó cũng lại đậm lên và lại quay lại trị nám lại từ đầu luôn. Thế thì cái đầu tiên quan trọng nhất đó là phải là chống nắng. Trong đó thì có bôi kem chống nắng đầy đủ và che chắn vật lý, như là mình đeo khẩu trang chống UV này, mình che ô này, mình đội mũ rộng vành này, mình đứng ở chỗ cái bóng râm này. Đó thì đó là chống nắng cho da, và có điều kiện thêm thì mình uống thêm những cái dạng viên hỗ trợ nữa. Nhưng mà bác sĩ Ngọc nhấn mạnh lại nhất là những cái viên uống hỗ trợ, những cái viên chống nắng ấy, nó sẽ là có thêm thì nó rất là hiệu quả, nó rất là tốt, nhưng mà nó không thay thế được cho kem chống nắng. Nên là nếu như mà lựa chọn không có nhiều kinh tế thì mình đầu tư vào kem chống nắng hơn là đầu tư vào viên uống. Cái phương pháp thứ hai bên cạnh cái việc là chống nắng kỹ thì sẽ là đến cái là bôi thoa tại nhà như thế nào, sử dụng các loại mỹ phẩm kết hợp với nhau thế nào để cho nó mờ nám, thì các chị cũng rất là mong đợi phần này đúng không ạ? Đó, thì bác sĩ Ngọc thấy là mình sẽ không thể trông chờ vào một cái thành phần, một hoạt chất hoặc là một cái serum nào đó để có thể giúp cho nó mờ nám đâu. Bởi vì là nám ấy, nó qua nhiều cái quá trình là nó hình thành cái nám của mình, nó từ cái nhà máy nó sản xuất ra sắc tố này, sau đó thì đến cái quá trình là nó vận chuyển sắc tố đi lên bề mặt da này, sau đó thì nó tồn tại trên bề mặt da này, thì một loại nó rất là khó để có thể xử lý nám, mà mình sẽ kết hợp nhiều loại với nhau.
coi như đây là nám nhé, thì cái serum này nó tác động vào một góc, serum kia tác động vào một góc, serum kia nữa nó tác động vào một góc nữa, thì cùng lúc gọi là tác động vào nhiều cái cơ chế, đánh vào nhiều cái cơ chế như vậy thì có thể là mới giúp cho nám nó mờ được. Ví dụ như bác sĩ Ngọc kê thì bây giờ là ngày trước ấy thì hay kê cái có thể là cái Chiluma ba thành phần hoặc là kết hợp giữa có thành phần có hydroquinone. Thế nhưng mà về sau thì thấy là cái hiệu quả nó rất là nhanh, nó rất rất là hiệu quả luôn ấy. Trong khoảng một vài tuần là nó đã thấy nó mờ rồi. Nhưng mà về sau những cái loại mà nó không bôi được dài ấy, như hydroquinone chẳng hạn, hoặc là cái Chiluma ba thành phần chẳng hạn, thì đến cái giai đoạn mà mình ngừng nó lại để cho đến giai đoạn sau mình đổi sang cái loại duy trì khác thì nó rất hay bị đậm nám lại. Cho nên bây giờ thì mình sẽ có thiên hướng là mình bôi những cái loại nó nhẹ nhàng hơn nhưng mà vẫn đầy đủ cơ chế, chỉ là nó nhẹ hơn cho nên là cái tác động của nó sẽ không nhanh. Có thể là bình thường bôi cái có hydroquinone hoặc là Chiluma nó sẽ là 3 tuần 4 tuần là thấy nám nó mờ rất rõ rồi, nhưng mà bôi những cái loại nhẹ nhàng kia thì có thể là phải 3 tháng 4 tháng mới thấy nó mờ được. Nhưng mà mình bôi duy trì dài được thì nó cứ thế là nó mờ từ từ thôi. Còn những cái loại mà tác dụng mạnh ý, thì nó mờ nhanh nhưng sau đó mình phải ngừng lại. Thì cái giai đoạn mình ngừng đó, nó lại bị đậm lại. Đó thì nó cũng tương đối khó cho những cái không phải là cứ muốn bôi trị nám nhanh là bôi được. Thế thì kết hợp các loại bôi tại nhà như thế nào để cho nó trị nám hiệu quả? Thì đầu tiên là giảm cái việc nhà máy nó sản sinh nhiều sắc tố, giảm cái sản sinh sắc tố từ nhà máy sản sinh sắc tố melanin, melanocyte. Thì nó sẽ là một số hoạt chất như là arbutin này, rhizoxinone này, thiamidol này, azelaic acid này, rồi thì tranexamic acid này, đó một số cái đó, đó để việc giảm cái việc mà sản sinh ra nhiều sắc tố đen. Sau đó thì mình hình dung như là cái nhà máy đấy nó sinh ra sắc tố rồi, thì lại có một cái shipper để vận chuyển sắc tố đó lên trên bề mặt da để tạo ra những cái nám đấy. Thì mình sẽ làm sao có những cái hoạt chất để giảm cái việc vận chuyển đó, thì nó sẽ có hai cái rất là phổ biến là cái niacinamide và cái tretinoin. Đó. Và thứ ba là sắc tố nó tồn tại trên bề mặt da rồi, thì làm sao để nhanh chóng đưa cái sắc tố đó loại bỏ khỏi da, thì mình có một số cái như là tại nhà nhé, có thể làm được nhé, như là có những hoạt chất là bạc sừng mông vẩy hoặc là tẩy tế bào chết ấy, như là có AHA này hoặc là như là tretinoin này, thì đó những cái đó nó sẽ loại bỏ cái tế bào chết và nó, cái tế bào chết đó nó mang sắc tố đi ra bên ngoài cùng luôn. Thế thì thường thường là bác sĩ Ngọc sẽ cho có thể cho kết hợp tùy thuộc từng làn da, vì là có những làn da nhạy cảm quá thì chỉ bôi rất nhẹ nhàng thôi, và cũng có những làn da là khỏe ít kích ứng thì mình sẽ bôi mạnh hơn. Đó. Thì cũng có thể mọi người có thể tham khảo một số công thức như là có thể là arbutin này kết hợp với cả tretinoin này kết hợp với cả AHA, hoặc là nhẹ nhàng hơn thì cũng có thể là rhizoxinone này kết hợp với cả niacinamide này kết hợp với cả tretinoin. Nói chung là nó sẽ tùy thuộc, nhưng mà nó sẽ có phải đầy đủ cái cơ chế của nó tương đối đủ một chút thì nó mới có thể hiệu quả được, và kết hợp nhiều loại với nhau tùy từng làn da ít kích ứng với loại nào thì mình sẽ dùng. Còn cứ cố mà bôi những cái loại tác dụng thật là mạnh nhưng mà khiến cho nó da nó đỏ, nó rát, nó kích ứng, nó bong chóc ấy, thì có thể nó còn phản tác dụng, nó còn khiến da tăng sắc tố mạnh hơn. Và bên cạnh cái việc bôi thoa, bên cạnh cái việc chống nắng kỹ này và các loại bôi thoa ngoài da, thì mình có thể kết hợp thêm một số cái viên uống để cho da có thể tăng cường cái việc mờ nám hiệu quả hơn, sáng da hơn. Ví dụ như là vitamin C này, L-cysteine này, glue này, cái tranexamic. Thế nhưng mà tranexamic thì mình sẽ không khuyến khích lắm tự uống tại nhà, bởi vì nó cũng là cái dạng là dạng thuốc và là dạng thuốc cầm máu ấy, thì cũng không khuyến khích lắm. Mặc dù uống nó có thể mờ hiệu quả nhưng mà tại vì ngừng thì nó cũng sẽ lại đậm nám lại. Và quan trọng nhất trong cái việc mà các chị xử lý nám tại nhà nhá, cái này thì hy vọng là các chị sẽ làm được này, vì cái này thì gần như nó không phải tốn thêm chi phí mua cái gì thêm đâu, mà nó là xuất phát từ cái thói quen sinh hoạt của mình thôi. Đó là việc mình tránh stress và tránh cái việc thức khuya. Bởi vì như là mẹ bác sĩ Ngọc có nám ấy, thì bình thường như nám nó đang, tức là có cả cái phần mẹ của mình là có cả bớt hori, đó là nó ở sâu, và có cả cái phần nám sâu và có cả một chút nám mảng. Thì bình thường bôi thoa ấy, tức là cũng không kỳ vọng nó mờ hết, tại vì những cái phần sâu là phải laser và mẹ mình không thích cái điều đấy, thì nó mờ được cái phần ở bên nông chẳng hạn. Nhưng mà cứ đợt nào mà ví dụ bán hàng ở chợ mà không bán được, nó bắt đầu là không có tiền trả cái nọ trả cái kia, bắt đầu là stress, bắt đầu là suy nghĩ, bắt đầu là nó lại đậm nám lên, hoặc là mất ngủ mà đột nám nó lại đậm lên. Chính vì thế cho nên là các chị tốn rất là nhiều tiền để biện pháp nọ biện pháp kia chống nắng rồi này, tốn kém này, uống nọ uống kia tốn kém, và bôi thoa rất là đắt đỏ để trị nám, thì giúp bác sĩ Ngọc một cái việc nữa, đó là tránh thức khuya và tránh stress, thì nám nó sẽ có thể mờ một cách hiệu quả hơn. Nhưng mà còn một cái nữa, trong quá trình trị nám có một số trường hợp mà có thể nám nó đậm lên ấy, nhưng mình cũng đã nói rất nhiều lần rồi, thì một là mình cứ mất ngủ này, mình stress này, mình thức khuya này là nám nó đậm này. Còn có trường hợp nữa đó là gần đến cái ngày kinh nguyệt ấy, trước và trong kinh nguyệt ấy, nó có thể là nám nó cũng lại đậm lên hơn do cái sự thay đổi nội tiết tố, và qua cái giai đoạn đó sạch kinh thì nó có thể là nó từ từ nó sáng hơn một chút. Hoặc là cái trường hợp là mình không chống nắng được là nó cũng sẽ đậm nám lên này.
và hoặc là mình bôi những cái treatment nó quá mức, tức là để cho không theo hướng dẫn mà cứ kiểu như là muốn bôi thật là nhanh ấy. Thì bình thường hướng dẫn là phải từ từ tăng dần, một tuần một lần thôi đã, xong đến hai lần, sau đó từ từ tăng dần mới bôi hàng ngày. Nhưng mình bôi quá nhiều ấy và dẫn đến da nó dễ bị kích ứng thì nó có thể tăng sắc tố, nó lại làm đậm nám. Thì hy vọng là các chị sẽ, nếu như mà đang theo một liệu trình nào đó thì mình sẽ tuân thủ, mình trồng nắng kỹ và mình hình thành một cái thói quen sinh hoạt nó khoa học để nám nó có thể mờ hiệu quả. Và có một cái điều nữa mới sẽ có muốn nhắc là sẽ không bao giờ mà có thể là nám nó một lần mà nó khỏi mãi mãi. Sẽ có những trường hợp mà nám đang ổn rồi sau đó thì có thể nó bị lại, thì nó còn do cái sự điều hòa và cái sự chỉ huy của nội tiết tố bên trong nữa. Cho nên là quan trọng nhất là mình tìm được cái phương pháp nào trị nám nó an toàn để có thể mình áp dụng lâu dài, và khi nào nó đậm lại thì mình sẽ lặp lại mình bôi một cách an toàn, chứ mình cũng không chạy theo những cái lời quảng cáo là trị nám một lần khỏi mãi mãi, bởi vì có thể họ sẽ cung cấp cho mình những cái sản phẩm mà nó sẽ mờ nám trắng tinh được ấy. Thế nhưng mà sau đó thì nó tổn hại da rất là nhiều, và cũng không phải là nám không quay lại đâu mà nó còn quay lại đậm hơn ấy. Và nếu như mà cần bác sĩ Ngọc tư vấn gì cụ thể hơn thì có thể là để lại câu hỏi dưới bình luận, nhưng mà nhanh nhất ý, thì đó là nhắn qua cái số Zalo này. Nếu như mà chúng ta đang xem trên YouTube thì hãy nhắn qua số Zalo này để tránh bị tìm phải cái kênh Facebook giả của bác sĩ Ngọc ấy, thì mọi người làm giả rất nhiều đấy. Thì chúng ta có thể nhắn qua số Zalo trên màn hình để được tư vấn trực tiếp nhé. Và nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ nó rộng rãi đến tất cả mọi người, và nếu yêu mến bác sĩ Ngọc thì hãy ấn đăng ký kênh YouTube nhé, và ấn thêm vào hình quả chuông nữa để mỗi khi bác sĩ Ngọc ra video mới thì chúng ta sẽ là những người xem đầu tiên. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.